Tại sao chó vẫy đuôi? Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao những con chó vẫy đuôi? Đó là một dấu hiệu của hạnh phúc hay là có ý nghĩa khác? Hóa ra việc vẫy đuôi là một hình thức giao tiếp phức tạp đối với những người bạn đồng hành của chúng ta. Theo nhà hành vi động vật Nicholas Dorman, vẫy đuôi có thể truyền tải một thông điệp của sự không đe dọa và hạnh phúc. Tuy nhiên, mức độ hạnh phúc phụ thuộc vào vị trí và tốc độ khi chó vẫy đuôi. Đuôi cao có thể biểu thị cho sự uy thế, đuôi ở giữa báo hiệu tính trung lập và đuôi thấp cho thấy sự khuất phục. Ngoài ra, tốc độ của việc vẫy có thể truyền đạt sự phấn khích hoặc sự bối rối. Chó bị giới hạn trong việc phát âm, dựa nhiều vào việc vẫy đuôi và ngôn ngữ cơ thể khác để giao tiếp với con người và những con chó khác. Tư thế, vị trí tai và biểu cảm khuôn mặt đều đóng một phần trong việc truyền đạt cảm xúc và ý định của chúng. Nghiên cứu cho thấy rằng vẫy đuôi ở chó tương tự như cử chỉ trong quá trình nói của con người. Đó là một cách để chó giao tiếp ngay cả từ xa, cho phép chúng giảm thiểu xung đột trong khi thể hiện cảm xúc của chúng. Con người đã trở nên hòa hợp với việc đọc hành vi của chó, bao gồm vẫy đuôi và đã thích nghi để đáp ứng với các tín hiệu này. Khả năng đáp ứng này có thể đã góp phần vào sự phát triển của hành vi vẫy đuôi ở chó qua hàng ngàn năm thuần hóa. Các nghiên cứu cho thấy những con sói không vẫy đuôi thường xuyên như chó và chó con bắt đầu vẫy ở độ tuổi sớm hơn sói con. Hành vi này có thể đóng một vai trò quan trọng trong giai đoạn đầu của thuần hóa, hỗ trợ giao tiếp giữa con người và chó. Năng lực tương tác với con người là nền tảng cho sự thành công của những con chó. Sự phát triển của vẫy đuôi cũng có thể là một phản xạ di truyền. Các nhà khoa học đã gợi ý rằng vẫy đuôi thường xuyên hơn có thể là sản phẩm phụ của việc thuần hóa chó. Trong một thí nghiệm dài hạn nổi tiếng ở Nga, các nhà di truyền học đã thuần hóa cáo bạc qua nhiều thế hệ cho rằng những con cáo được thuần hóa thường xuyên vẫy đuôi và hành động giống chó hơn là những con sói hoang. Tuy nhiên, sở thích của con người có thể đã đóng một vai trò. Một đánh giá gần đây về khoa học về vẫy đuôi do nhà sinh vật học Silvia Leonetti của Đại học Y Turin của Torino cho thấy con người có thể đã chọn lọc những con chó vẫy đuôi vì con người phản ứng với bản chất nhịp nhàng như giai điệu của âm nhạc.